với sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ Tình nguyện Quốc gia. Chương trình Hát để sẻ chia đã gây quỹ ủng hộ cho những người dân khó khăn trong đại dịch. Và sau phần đầu tiên của chương trình mang tên là Phía trước là bầu trời, mới đây chương trình đã tặng rất nhiều những phần quà ý nghĩa cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam. Trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách, ông Nguyễn Văn Ngọc tại quận 11 không thể đi bán vé số. Nguồn thu nhập duy nhất không còn, tuổi thì già yếu. Nhiều ngày nay, ông chỉ sống nhờ vào các nguồn trợ cấp. Hôm nay, một gói nhu yếu phẩm là một phần quà của chương trình Hát để sẻ chia đã được gửi đến tay ông. Tôi bán vé số, thành ra cái mùa dịch này đó, không có được đi bán, nghỉ, thành ra khó khăn về cuộc sống và tiền bạc lắm. Nhưng mà riêng ở phường này thì giúp đỡ rất là nhiều, cho ăn uống, cho nhu yếu phẩm này kia rất là chu đáo. Thành ra tôi cũng đỡ khó khăn. Thì bữa nay được ở đây giúp đỡ nữa, tôi hết sức là chân thành cảm ơn. Hát để sẻ chia là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc sau phần 1 với chủ đề Phía trước là bầu trời diễn ra ngày 18 tháng 7 năm 2021 vừa qua. Chương trình đã nhận được 20.000 khẩu trang N95 và số tiền 303 triệu đồng, tương đương 1.200 gói nhu yếu phẩm, mỗi gói trị giá 250.000 đồng. Với sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ Tình nguyện Quốc gia, Hát để sẻ chia đã đến Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho hàng trăm người lao động nghèo khó khăn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng lại vô cùng giá trị trong thời điểm này. Bây giờ dịch như vậy rồi, cũng công ty cũng không cho đi làm rồi, cũng nghĩ cho nên là tình hình kinh tế cũng hơi khó khăn. Em cũng xin cảm ơn đến chương trình Xa Xỉ Yêu Thương đã gửi đến nhà em một món quà thiết thực và ý nghĩa. Món quà đó cũng là động lực to lớn để giúp cho gia đình em qua dịch này. Từ khi ra mắt, chương trình này đã tạo ấn tượng. Mỗi địa điểm ghi hình là một câu chuyện lan tỏa giá trị tình yêu cuộc sống. Chương trình Hát để sẻ chia sẽ tiếp tục diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 8 nhằm tiếp tục gây quỹ ủng hộ, biến tiếng hát thành sức mạnh để cùng nhau trao yêu thương, đẩy lùi đại dịch. Trong những ngày gian khó này, sự nhường cơm sẻ áo và đùm bọc càng thắm đượm tình đồng bào. Và có lẽ lòng yêu thương là điều cần nhất để cả nước vượt qua đại dịch.